là có chồng nha mana. Ba có chồng, có chồng. Ba ơi ba, tôi đang có chồng nha. Đón xem Tết này có chồng được công chiếu vào lúc 19 giờ thứ ba và thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 11 tháng 1 năm 2022 trên kênh YouTube Hồ Bích Trâm Official, hiểu chưa cha ơi? Bà đó, lần sau nói có đầu có đuôi giùm tôi một cái. Hello, xin chào quý khán giả của Hồ Bích Trâm Official. Hiện giờ là chuẩn bị cho họp báo cho nên là Trâm đã chuẩn bị quà cho tất cả các diễn viên vẽ ekip, cho nên là bây giờ mình sẽ đem quà vô bên trong nhà hàng trước cho cả nhà. Nữa chi vô đây chi, trời ơi, đây là bé Chi à, bên Nhẫn Cân Bữa nữa nha, nhà tài trợ của phim, nên ngày hôm nay bé Chi cũng tới đây và có những phần quà tặng cho diễn viên nữa nha cả nhà. Rồi đem vô đi em. Dạ rồi. Đây cả nhà, đây là một cái backdrop để mà diễn viên đứng đây chụp hình nha. Đó, đây là cái poster của bộ phim nè. Ở đi lên lầu. Hiện giờ là đây ạ. À. Thì ở đây là một hồi nữa cái màn hình LED này nó sẽ chiếu cái trailer cho mọi người xem luôn. Là ở đây luôn nha. À, tại vì đợt này tình hình dịch bệnh vẫn chưa có hết đó, cho nên là Trâm cũng không có muốn làm hoành tráng ra mà mình cũng làm họp báo online như bình thường thôi cả nhà. Thì ở đây sẽ là có những hot tết chị. Không biết Trâm có biết Tết này có chồng. Mọi người nhớ đón xem phim nha. Rồi xin chào cả nhà, thì đây là những phần quà đến từ nhà tài trợ. Cái này là Mộc Tâm, đây là xếp chậu gội nha cả nhà, quay xuống nè. Rồi còn cái này là phần quà tặng đến từ nhà tài trợ, đó là Giảm Cân Gửi. Đó, đây, có logo nha. Đây là màu xám. Còn đây là những phần quà Trâm cho chuẩn bị. Đây là những phần quà để mình chơi game. Đây là hoa. Hoa này là của bé Chi chuẩn bị tặng cho diễn viên nha cả nhà. Đó, đây là những bó hoa mà bé Chi đã làm chuẩn bị sẵn luôn rồi. Đây cũng nhà tài trợ tặng cho bên diễn viên ạ. Đó đây. Hello. Em chết thử. Lên đâu? Lên nhiều không? Lên hai bên không? Em để riêng cái này lên bàn này nè.
Ê, quý vị. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, áo này nha, áo nè, áo đoàn nè, cái này để một hồi nữa mình chơi mini game rồi mình về mình xiết cho nó nhẹ. Xúc dây rồi. Đi. Cột dây áo rồi. Ừ, nó bung lên trơn rồi nè. Áo thì đâu mà nay lên hồi đang nói chuyện nó bung vậy. Chết luôn á. À, bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị một xíu nữa cho nó xong nha cả nhà. Trời ơi, cái nhóm diễn viên giờ này chưa tới nữa cả nhà ơi. Diễn viên đâu rồi? Tới sớm để chuẩn bị, còn diễn viên là 3 giờ họ mới tới nha. Like luôn. Ủa, cho đưa bé Diệu like đi, bé Diệu quên. Like. Em anh cứ để đây đi, anh còn đây diễn viên rồi cho cặp cái nó cũng hơi ăn cái này. Bé Chi, bé Chi người ta vô chụp cho em chị. Nè, ai cho ai cầm hoa không? Hai chị cắt tết đi. Quên đem hết cả bữa rồi. Đem một cái đi anh, cái này nó nhận. Đem một cái đó luôn đi. Rồi cảm ơn anh nha, nhiệt tình quá trời luôn. Cho người xuống đây xíu à. Được rồi, ok. Rồi, người lên nha. Đúng như là một. Ok, rồi em hết em nhận cái kiểu. Đúng rồi. Rồi, ok.
Okay. Rồi chụp riêng từng người giùm em. Anh cầm ngoan nè, cậu đẹp. Đi lên, anh chụp trước đi, đi lên. Để em lên kia hai cái nhà này. Anh nói cho điện thoại rồi. Đây nè, chị Tâm ơi. Chị Tâm chỉ thấy chị nói cho anh em xin CEO khác chị là của gì vậy? Để giám tâm của chị vậy? Tùy tâm. CEO tùy tâm. Xin chào cả nhà. Thì buổi họp báo ngày hôm nay á là Tâm đã mời được một người anh rất là thân thiết, đó chính là MC Phương Hiếu. Anh đã bỏ hết cả thời gian của mình ra không cho con bú đẹp luôn. Ủa em có cho con bú? Dạ đó. có cho con bú bỏ hết để mà giữ cái buổi họp báo này. Đó, cho nên là rất là cảm kích và rất là mến anh Hiếu luôn. Là anh Hiếu là buổi trước có nói là Trâm khi nào mà họp báo thì anh sẽ hỗ trợ cho em, và ngày hôm nay đúng như vậy, anh Hiếu đã hỗ trợ cho mình và còn bận một cái áo dài chặt chém với lại diễn viên nữa cả nhà. Hài luôn. Dạ rất là chặt chém diễn viên nha. Bình thường nhất của anh là nữa, bình thường là anh phải hụt là hụt lựu xin xa đồ nhiều lắm, nhưng bữa nay là anh phải nhân vật chính. Thôi anh cứ đơn giản thôi. Không đơn giản ghê luôn á, nhưng mà cảm ơn Hiếu rất là nhiều cả nhà. Còn dàn diễn viên của mình hiện giờ đang có bé Nam Anh nè. Nam Anh chào khán giả đi em. Xin chào khán giả của kênh chị Hồ Bích Trâm. Và cả nhà nhớ nha. Trâm đảm bảo với quý vị khán giả luôn, tại vì Trâm đã coi trailer và coi vài một tập phim của bộ phim Tết Này Có Chồng rồi, và phải nói là đây sẽ là một bứt phá của Nam Anh trong bộ phim Tết Này Có Chồng, dễ thương cực kỳ luôn. Mình coi mà mình rất là thích cái cặp đôi của bé Nam Anh và anh Hương Dừa. Hy vọng là mọi người sẽ yêu mến vai diễn của bé Nam Anh nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và ủng hộ cho kênh YouTube của Nguyễn Lệ Nam Anh, kênh YouTube Nam Anh mới vừa cho ra mắt sau khi mà đi tham gia của phim chị Hồ Bích Trâm. Em ơi, em có thể bình thường như bình thường được không? Bữa nay chị thấy em hơi nhẹ nhàng á. Em thì em đang mặc áo dài nền nảo nè. Bữa nay con bé nó hiền dịu quá, mình không nhận ra nó nữa rồi. Dạ. Dạ rồi, bây giờ thì mình sẽ chờ những anh chị diễn viên khác tới nha cả nhà. Anh Hiếu mời anh lên cho nè. Anh đưa tay vậy cho em. Ok. Thẳng nó luôn, thẳng nó luôn. Ok. Nãy là bên kia xong chạy qua hướng hồn lên nha. Được rồi. Qua đi lộn xong rồi đi. Đi lên gặp chị Thanh giùm em nha. Nhịn ăn làm gì? Ôm nhơm ôm nhách xong rồi lên đây đó là đói. Không thể nào chấp nhận được nha Nam Anh. Cho ba ăn, ba đừng nói nữa. Hôm nay là hai chị em đều bận áo dài của CLT luôn, là của bé Nhật Hạ, diễn viên Nhật Hạ. Làm bậy, cái áo dài của bé Nhật Hạ chồng không có vô. Ủa mà. Chết cha chật rồi hả? Không phải của Nhật Hạ hả? Ừ, xong rồi phải mượn cái áo dài khác, cái kia chồng không vô. Bé dài nó tưởng em ốm quá, nó chọn nó lấy cái khác á. Mặc bộ này dễ thương. Bộ nào? Này. Có khi về ghép lại tầm lần lại. Dạ bây giờ chân giật mà mọi người đang mong đợi đã tới à. Tên em. Ủa sao nên đeo con trai gì mà hơi bóng vậy? Con trai này bóng. Bóng. Màu hồng là nam tính. Thôi ông ơi. Trà sữa nói. Cậu Tư cũng bóng nữa. Trà sữa nói màu hồng nam tính. Anh hai Hương Dừa đã tới rồi nha cả nhà. Ở bên nằm ăn bên kia. Chào. Anh Hương Dừa nha. Đi họp báo mà bận đồ dài nè. Không chịu mặc áo dài. Nãy em đi ngoài đường á. Anh Cương đi không chịu qua đây luôn. Nam chưa, anh phải chưa quay clip. Quay đi anh. Anh lo anh gắn clip lên anh quay rồi đó. Rồi hai người chụp riêng đi. Bộ thôi trong bộ trong phim mà. Bộ đưa lên cái kia. Rồi Thương che cái mic luôn đúng không nè. Xịt lên xíu nữa Thương che cái mic luôn, xịt lên xíu. Đó đúng rồi. Ủa tình cảm này chứ. Khung rồi nó biết rồi chứ. Ok. Chị Ngọc muốn chết nha. Ủa lao chở trà sữa đi anh.
nay đang tình hình dịch bệnh cho nên là cũng không có cho trà sữa đi được cả nhà. Hát tắt vô. Rồi, cảm ơn. Má chập riêng đi. Má nào đó. Đây. Xin giới thiệu với lại cả nhà, hiện giờ là má Thanh Hằng đã xuất hiện rồi. Tên tên tên. Má Hằng này. Nghe nói xuân nay trên kinh của Hồ Bích Trâm, Tết này có chồng được công chiếu rồi. Trời ơi, má Giang tới rồi nè. Đó, má biết mà. Ủa, trời ơi, thương quá. Chịu, mẹ dặn mặc áo gì đâu. Ta dặn mặc áo dài mà tại sao không chịu mặc áo dài? Ủa vậy hả chị? À, đi về thấy áo dài đi. Thôi, dạ, được rồi. Được rồi, đừng về đi thấy dài đó. Con chỉ vô nè. Đây, má đi Giang tới rồi nha, cả nhà mừng quá. Trời ơi, vui quá, cả nhà có má đi Giang không xuất hiện là không được. Phải xuất hiện thôi. Trời ơi, đang nôn phim ra lắm mọi người. Nhớ nha, kênh Hồ Bích Trâm Official, Lê Giang Official luôn. Má Giang tới một cái tự nhiên nó lên mút liền luôn. Trời ơi, phải vậy chứ. Trời ơi, đạo diễn tới luôn rồi. Vâng ạ, đạo diễn đi trễ ạ. Dạ. Bà có đạo diễn biết, cả nhà biết sao anh Minh bữa nay đi trễ không? Bữa nay diễn bét. Bữa nay lần đầu tiên anh Minh diễn bét cả nhà ơi. Xuất sắc luôn. Này là mấy cái tên Hồ Bích Trâm nha anh. Đấy, chào các nhà Hồ Bích Trâm. Ơi, má Hằng. Mình còn 5 phút đi chụp hình nào. Anh yêu lên luôn, anh yêu, anh Cương. Anh Cương nó không mặc áo dài, nó không chịu lên. Chị con, mọi người nhìn em cái nha. Anh Minh ơi mời đạo diễn lên luôn ạ. Đạo diễn với lại hai em thì lên luôn không? Lên đi Cưng. Mình còn mấy phút để chụp hình thôi đó ạ. Để tài trợ hả? Ờ thôi ngồi đi Cưng. Ok, giờ mọi người nhìn em cái nha. 1, 2. Ok. Ok, mà vẫn còn rắc rối. Rồi, cảm ơn cả nhà. Dạ. Mình ngồi yên ổn định và 15:30 là chính thức bắt livestream nha cả nhà. Rồi, bye bye. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ, tôi xin mời tất cả các diễn viên và những gương mặt ở trong này chúng ta cùng quý vị gửi lời chào đến khán giả nha. Chúng ta cúi đầu chào một cái ha. Rồi, xin chào quý vị khán giả và cảm ơn rất nhiều. Hãy đón theo dõi bộ phim của chúng tôi vào khung giờ 19 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2022. Và có bộ phim Tết Này Có Chồng cũng như một niềm hân hoan mới, một không khí vui tươi mới để chúng ta xua đi những cái ảm đạm trong 2 năm của dịch Covid vừa qua, để chúng ta càng có thêm nhiều động lực để hướng đến một năm mới nhiều niềm vui hơn và sung túc hạnh phúc hơn. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, những chiếc áo ràng thì Trâm sẽ gửi cho 30 bạn nha. Cảm ơn rất nhiều.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.